Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Này tiếp tục lên một bộ dàn mini của hãng Kenwood. Model là M72MD. Model này khá ít và hàng chất lượng trong phân khúc dàn mini. Với mặt gương sáng bóng, cả loa và âm ly. Loa với cấu hình là một bát màng carbon màu đỏ, đường kính 50cm và một loa jack mũi vải. Loa bát là từ kép các bác nhé, và có phân tần bảo vệ cả loa bát và loa jack. Lỗ thông hơi ở phía dưới. Chiều cao của loa là 22cm và chiều sâu 25. Và loa thiết kế chiều sâu nên là cho tiếng bass rất tốt. Toàn bộ loa bass và loa jack vẫn còn zin. Mũi loa hơi móc một chút. Tổng cân nặng của cặp loa là 5 cân rưỡi các bác nhé, 5 cân rưỡi. Và toàn bộ là được bọc da nên là mọi người có thể càng đau nó càng bóng. Đây, em chưa vệ sinh kỹ đâu. Loa bọc da cả trước và cả sau nên là không bị bể lở, rất chắc chắn. Loa không có e căng bác nhé, rất tiếc là thiếu mất e căng. Tuy nhiên là màng carbon nên là cũng không sợ là dễ rách như là màng giấy. Và để nó độ cái màu đỏ của loa bass ra nhìn rất đẹp. Đây là phía sau của loa Modena M72, công suất là 30W một bên, chiều kháng là 6 ohm. Đây, cầu bắt loa có thể dây rút ra cắm vào nhé. Mặt sau của loa cũng được bọc da. Âm ly dàn M72MD, chạy điện 230V, đây là hàng xuất châu Âu. Công suất là 60W. Công suất khá lớn, đánh trong phòng 20-25m2 rất tốt, nghe rất to các bác nhé. Đây là đường line in, ngoài ra có đường line out, mọi người có thể đấu từ đường này xuống âm ni để lấy nhạc, nghe rất hay. Và đây là đường quang in. Ngoài ra có đường súp ra, đường ra súp. Cắm anten vào để nghe radio FM và AM. Âm ly dàn thì cái bảng đèn hiển thị này nó không sáng các bác nhé, lỗi bảng đèn hiển thị. Đèn nó màu đỏ là tắt nguồn, và khi bật nguồn đèn là đèn báo màu xanh. Và cửa đĩa nhấp nháy, đây cửa đĩa đang bị lỗi.
cửa đĩa bị lỗi các bác nhé. Phía dưới nó là cửa đĩa MD, MD vẫn còn đọc rất tốt. Đó, các bác có thể mua đĩa MD để thay cho đĩa CD. Đây, phía trên này các chức năng hiển thị rất rõ ràng. MD, đây em test MD này. Yeah. Lucy Liu, with my girl Drew. MD đọc rất tốt. Tuner là nghe radio. AUX chuyển sang nghe từ điện thoại. Khi không em nhốt anh trong đời sao là để thay đổi chế độ nghe nhạc và để tăng bát. Ấn vào đây để tăng giảm bát, kiểu như là các chế độ nghe nhạc định sẵn. Bát nền rất tốt. Phone cắm tai nghe. Gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng, đêm mơ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phiến say cùng tình này cũng mong lung, tìm em ai bắn mũi tên lại cùng lung. Dàn mở rất to và tiếng bass đánh khá lực và êm. Một tô đen rất đáng chơi. Vâng, các bác thấy được thì liên hệ qua số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Vâng, có cọc để em ship hàng các bác nhé, ship qua đường bưu điện. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.